Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV. Hôm nay hãy cùng mình vẽ nhân vật mèo Simmy Chibi nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phác thảo bằng bút chì trước, sau đó chúng ta mới dùng bút mực để vẽ lại nha các bạn. Vị trí nào sai thì chúng ta có thể tẩy đi một cách dễ dàng. Các bạn có yêu thích nhân vật chị mèo Simmy hay không? Comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Và các bạn muốn mình vẽ về nhân vật nào tiếp theo thì hãy comment xuống bên dưới để mình ra clip mới nha. Do gương mặt hơi nghiêng sang bên trái cho nên cái phần trục chính ở giữa gương mặt chúng ta xác định sẽ hơi lệch sang bên trái một chút. Sau đó chúng ta tiếp tục vẽ những cái đường kẻ khung như thế này để chúng ta vẽ phần mắt, phần lông mi cho nó cân đối nhé. Vẽ xong bằng bút chì thì các bạn hãy tô lại bằng bút mực nhé. Chú ý là vẽ cẩn thận kẻo bị lem màu nha.
Vẽ xong bằng bút mực thì chúng ta sẽ tẩy sạch những nét bút chì đi rồi chúng ta tô màu nha. Màu sắc chủ đạo của nhân vật này chính là màu xanh da trời. Và các bạn hãy tô phần lá cây ở trên đỉnh đầu như thế này, không biết gọi là cái gì nữa. Và sau đó các bạn sẽ tô phần cổ tay áo này, cổ áo này, phần vạt áo đằng sau lưng, phần nơ đằng trước ngực nữa nha các bạn. Các bạn hãy dùng màu hồng nhẹ để chúng ta phớt thật là nhạt xung quanh những cái phần viền của gương mặt, góc sáng, góc tối. Các bạn hãy nhấn cho rõ lên để trông cho tự nhiên nha. Và hai má màu hồng nữa. Phần mắt chúng ta sẽ có 3 ngăn, ngăn ở dưới sẽ là màu nhạt nhất thì mình sẽ dùng màu xanh ngọc vậy. Và phía trên thì mình sẽ dùng màu xanh da trời và trên cùng thì mình sẽ dùng màu xanh nước biển. Tức là vẫn là cái tông màu xanh da trời nhưng chúng ta sẽ đi từ nhạt đến đậm nha các bạn. Nếu như các bạn không có đủ màu thì các bạn có thể tô nhạt, sau đó vẫn cùng cái màu đó các bạn tô đậm dần lên thôi nha.
Hướng vẽ này để chúng ta ranh giới ra. Phần bên trái chính là phần tóc sáng, cũng như là những cái hình tròn này, tức là ánh sáng chiếu vào nó có độ bóng. Cũng như là phần tóc bên mang tai này cũng vậy, chúng ta sẽ tô đậm phần sau thôi. Còn phần bên trái thì chúng ta sẽ để cho nó màu nhạt hơn nha các bạn. Các bạn hãy dùng màu nâu và tô đậm vào những cái phần góc, những phần khe của tóc, phía sau mang tai, phía sau cổ gáy nhé mọi người. Những góc nào mà các bạn cảm thấy rằng là nó là góc tối thì các bạn tô đậm lên, còn bên ngoài thì chúng ta để màu nhạt.
Vậy là mình đã vẽ xong bức tranh về chị mèo Simmy rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.